Lâu vàng là của em, lâu vàng này chọn con phải không? Đây là sự chọn con đó. Em, lâu vàng này chọn con phải không? Dạ, thưa chú chị cùng với mình Thành Quân, thì trước mặt cô chú chị đây là chị với ba của em Tuấn. Cái video clip trước thì lúc đó là anh đi làm xa chưa có về đó, thì hay tin con bị xảy ra cái sự vụ đau lòng vậy đó, thì anh cũng tự ở Đà Lạt hay là Đồng Xoài hôm qua đó, Lâm Đồng hả anh? Lâm Đồng. Dạ, anh mới về tới đây, thì hôm anh về tới đây mấy giờ anh? Đến 1 giờ. 1 giờ đêm anh? 1 giờ đêm. Rồi 1 giờ đêm luôn. Đó là lúc đó mình đi bằng xe đò hả anh? Xe đò Grab về tới Sài Gòn rồi kẹt xe quá trời, chưa Grab nó trở về luôn. Dạ. Cái lúc mà người nhà điện lên cho anh hay là con mình nó bị cái sự vụ vậy, là lúc đó anh có đi làm không hay là anh đang đi làm, đang đi bẻ cà phê, đang trong đám cà phê của người ta. Dạ. Rồi lúc đó là như vậy là khoảng mấy giờ anh? Lúc anh hay á? Lúc đó khoảng 10 giờ, khoảng 10 giờ. Dạ. Rồi bắt đầu chắc đó là anh hay tin vậy, bắt đầu là mình đi tìm xe mình chạy về đây luôn. Dạ. Quá hay tin, vợ điện lên cho hai con nó vậy rồi là bỏ làm đi về luôn mình. Rồi kêu em á nó điện xe cho về. Dạ. Rồi nó đưa xe ra bến xe. Anh muốn xe kia nhiều mà anh đi không nổi, anh nói luôn. Dạ. Có nghe chị nói hôm qua là anh muốn taxi chở về mà ngồi tới 5-6 triệu vậy, đâu có tiện đâu mà về. Dạ. Đi xe đò về đâu taxi. Vậy là anh cũng, chị cũng nói là anh mới đi làm khoảng chừng nửa tháng nay ha anh? Có nay cũng 12-13 ngày chứ tôi được. Dạ. Tháng vậy là mình ra ngoài làm lương cũng tạm ổn anh. Đó mà ngày mình bẻ cà phê mình ăn sản phẩm á. Dạ. Nhiều nhiều mình ít ăn ít vậy đó. Dạ.
Vậy là anh đi tức ra mà nếu từ ở ngoài mà về tới đây là cũng mười mấy tiếng rồi. mười mấy tiếng. Thì em có nghe chị hôm qua chị cũng chia sẻ, chị nói là cháu Tuấn này hồi trước giờ thì cũng rất là hiền hậu anh. Nó hiền lắm, nó không uống rượu, không hút nữa. Với Nó con đâu có chơi bời như người ta đâu. thì Rồi sao nó xảy ra hoàn cảnh như vậy? thì khi mà cháu Tuấn này học ra trường rồi là đi làm, tại vì hôm qua em có hỏi chị á, chị nói là lúc mà cháu Tuấn này làm ở trên Sài Gòn á mà anh với chị không có biết được chỗ ở á, thì em chia sẻ vô clip lên thì cũng có nhiều cô chú cũng có bình luận nói tại sao con đi làm mà anh với chị không biết cái chỗ ở mà tới để tới giờ mà cũng không biết được cái chỗ ở của Thì con mình. mình hai chồng lo làm đâu có đi tới chỗ nó ở đâu, nó thì nó có ăn học thì nó không biết đây đó, mình không biết chữ thì đâu đi đâu đâu mình biết, thì cứ làm tới vậy đó, ai muốn về bằng nấy, mỗi ngày đâu có đi tới chỗ của nó ở đâu. Thì cái thời gian mà khi mà anh nói chuyện với cháu Tuấn này là khoảng bao lâu anh? Cái lần sau cùng á. Cuối cùng là vợ tôi nói chuyện với nó chứ tôi cũng nó ít điện cho tôi lắm, điện cho mẹ nó không à. Tại vì em cũng muốn hỏi anh để em hỏi thử coi Như nó có cần cái gì thì nó điện cho mẹ nó không à, hỏi mẹ nó em không. hỏi thôi, thí dụ như là cháu Tuấn này có tình cảm với cô nào hay là cái gì đó mà thì cũng muốn tâm sự với anh với chị đó. Thằng nào bây giờ là không có nghe nó nói là nó có bạn gái, con trai gì không có ai dắt ai về nhà hết á. Tại vì theo lời chị hôm qua chị cũng chia sẻ với tụi em á, chị nói là Tuấn này là thứ nhất là không biết uống rượu, không hút thuốc, chỉ biết chăm chỉ ra đi làm để kiếm tiền phụ gia đình đó, thì em nghĩ là cái tệ nạn xã hội thì em Tuấn này không có rồi. Em sợ khi em Tuấn này có vướng vào cái vấn đề là tình cảm hay không thì mình Thì cũng giờ sợ anh vậy chắc thôi. không có đâu, ha, nào giờ là nhỏ tới lớn luôn, không có bạn bè gì. Mà ở xa như vậy là Tuấn này đi làm mà chị nói là nhiều khi cả năm mới về nhà một lần ha. Một năm nó mới về nhà lần, cái Tết nó mới về nhà lần. Nhưng thường thường người ta nghỉ lễ là về nhà, rồi nó nghỉ lễ cũng ở tỉnh, là nó có ở tỉnh luôn chứ nó không về. Cái Tết thì nó về một Trước giờ là anh cũng chưa từng đi làm xa, chỉ là này là lần duy nhất anh đi làm xa. giờ này là đi xa rồi chứ thường ở đây thì mừng ở nhà ở sớm đây không à, hồ rồi đó, ai mướn gì làm nấy. Với cái em Tuấn khi mà em Tuấn ra trường á là học bên đại học xe công nghệ ô tô không cho chú. Rồi khi mà em Tuấn ra trường rồi là em Tuấn có làm cái việc mà trong mình tốt nghiệp đại học ra không hay là làm công việc khác? Nó làm công việc khác. Khác. Khi mà ra trường rồi là không có công việc của cái đại học làm, Đúng rồi, không. phải đi tìm những cái việc khác không ngoài làm. Nó hỏi xin vô bên công ty dầu nhớt vậy. Ủa sao mà khi mà mình ra trường rồi mà không có được tuyển vô để mà làm chính thức trong cái nghề của mình ha? Xin không được, có thằng anh nó cũng vậy, cũng học công nghệ nguy cơ, giờ xin cũng không được, không đi làm cái nghề không. Phải đi ra xin gì việc khác. Mà cái lúc mà em Tuấn ra trường rồi đó mà không có được nhận vô làm đó thì gia đình có ý kiến gì với em không? Không có ý kiến gì, nói con xin không được thì con kiếm chuyện khác, không mà con nuôi cha mẹ chứ Cũng chấp nhận cho con ở mẹ trên mẹ đó. không có bắt buộc con gì hết, dù con mà không nổi thì con về với cha mẹ chứ không có bắt buộc con phải vô tại chỗ đó. An ủi con với mẹ luôn, con đừng có buồn, ví dụ con mà không được chỗ này thì con bằng chỗ kia, con nuôi cha mẹ chứ con không có, đừng có sợ gì hết. Rồi em Tuấn làm ở ngoài như vậy thì có dư không? Có thường gửi về giúp đỡ gia đình không? Ít có gửi lắm, mà Tết thì nó cho được 50 triệu, cũng như ở tỉnh mướn nhà trọ rồi đi xa ăn uống nữa đó. Khi Vợ có mà một mình thay ngựa ở tỉnh. thỉnh thoảng vậy em Tuấn có thường về thăm gia đình không cô? Không, một năm mới về một lần, có lễ mà nghỉ 3 4 ngày, cái hỏi sao con không về, cái nó nói con ở rảnh người ta mướn con ở giữ công ty ngày 500 ngàn mẹ, cái nó trời ơi con giữ mà con không nhớ cha mẹ cho con về.
Nó nói con làm vậy á tiền nó nhiều mẹ ơi. Dạ, thì chị có nói hôm qua là cái phần mà chiếc xe đó chị. Chị nói là nhờ người ở dưới này chạy lên chỗ nhà trọ của anh Tuấn á để coi chiếc xe có còi không, làm bây giờ mình có biết được cái thông tin chiếc xe chưa chưa chị? Có đi nữa. Tại vì cha nó về, cha nó để chung có rồi, rồi cha mới đi lên cảnh với mấy chú luôn. Dạ. Nếu mà như vậy là chưa có xác định định là em Tuấn trên Sài Gòn về bằng cái phương tiện gì hả chị? Chắc nó về xe quá anh, tại vì người ta vớt nó lên là nó còn bao tay bao chạy xe đó, mấy cái bao tay chạy xe được, cái găng tay, cái găng tay chạy xe á. Dạ. Tại vì nó đi xe đò thì không khi nào nó đeo găng tay hết trơn á. Dạ. Là mình chỉ nghi ngờ là em Tuấn về xe đa của mình. Dạ. Hồi đó giờ nó về xe Honda không mà nó không có đi xe khác. Nhưng mà thực tế hiện giờ thì cái xe Honda thì cũng chưa có biết là thông tích ở đâu. Không biết ở đâu hết trơn. Gia đình mình thì cũng chưa có liên hệ đến chỗ làm mà. Dạ, không biết, tại vì hai vợ chồng cũng sợ lắm rồi, không biết chữ, đi được đi ra đường cũng không biết gì dân đấy. Thì là con cái chuyện nó này nó còn mập mờ. Dạ. Rồi mới đi mượn mấy chú mấy cậu nó đi. Dạ. Mình phải biết cái nguồn gốc khi mà em Tuấn ở trên Sài Gòn về là cái phương chính xác là cái phương tiện gì. Dạ. Xe Honda hiện giờ là mắc hay là hiện giờ còn ở chảnh. Dạ. Dạ. Theo cô chú nghĩ Tuấn có chơi cờ bạc gì không? Nó không có biết chơi đánh bài. Không đánh bài cũng gì không? Đá banh gì không? Không luôn. Mình sợ chơi những đất ruột á. Có đâu, nó không có gì mà lớn, nó không có biết ra. Hồi đó giờ nó không có biết chơi cái đó đâu, tại vì con nó thì hồi đó giờ là đi học mà thầy cô còn không có mắng dốn một tiếng gì. Chú ơi, chú cho con hỏi chú, thì hôm qua nhận được thông tin rồi tới ngày hôm nay chú mới về, thì chú mà nếu chú nhận được thông tin là em Tuấn đã mất như vậy đó, lòng chú thấy sao? Mong đứng không vững luôn, chuyện lớn xíu. Thằng má nào coi muốn quậy không à? Trời ơi, nó ngồi không nói chuyện bây giờ. Dạ. Nghe cái là sụp sốt luôn á chú ha. Anh là trời, trong điện thoại là ai cũng nghe anh trời là trời ơi trời. Ai điện thì anh cũng là trời ơi trời vậy đó. Chất lột. Mấy người kia điện ta cũng có tao nghe. Dạ, nó chỉ là trời ơi trời. Còn trai lớn nữa mà nghe mà sự vụ này xảy ra thì ai mà không đau lòng. Ai đi lại nó ma mà nhìn mặt con. Nhưng không nổi đâu coi. Nó nói trời. Dạ. Nhìn cái mặt thấy cô nói chuyện mà cô gớt cái mắt luôn là cô chú. Phá tội. Tấn còn rất là nhỏ tuổi. Cha mẹ thương con nó không có la lại con. Con từ nhỏ đến lớn chưa quýnh mặt nó hay nào. Dạ. Từ nhỏ lớn chưa quýnh mặt quạt tay nó chú. Chưa quýnh mặt nó hay nào. Gớt nó mắt luôn quýnh mặt cô chú. Rất là tội luôn. Nó thiệt với mấy anh mà bà. Dạ. Già đồ của anh chết mà anh không rớt nước mắt mà hôm anh về ngồi quăng đá nó mà anh rớt nước mắt con quá, rớt nước mắt mà anh. Dạ. Không ra ngồi với bạn bè luôn. Dạ. Ngồi hoài trong luôn, nó mặt mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Không ngờ là cái sự vụ con mình xảy ra gì hết con ha. Dạ. Nên sáng có nói với mấy người kia nó tự hỏi sao bà già đồ anh mà anh không thấm thêm nước mắt mà con anh vậy mà anh vậy. Dạ, cô rớt nước mắt cũng vậy chứ chắc là tội. Không. Dạ. Đốt nhang thôi, lời đốt nhang là đứng không được luôn, nhìn cái mặt con làm như là nó nhìn mình rồi. Đúng nó rồi. Nó muốn nôi mình cái gì nó hào nó nhìn mình vậy. À. Làm như nó nuối tiếc mình rồi lời đốt cái nhang cái rung mình mãi hết. Không đau lòng sao được, con lớn hai mươi mấy tuổi rồi, bây giờ có cái ngày này thì chờ cái con làm của gia đình với là có dâu có con nặng mình mừng cho gia đình, mà không may là em Tuấn xảy ra tai nạn như vậy thì rất là đau lòng rồi. Mỗi lần mà cô lại đốt nén hương cho em là nghe trong lòng hết con cũng rớt nước mắt. Là đứng rung đốt. Dạ. rung tay nhìn là khóc luôn. Nhìn tấm hình mà em nó muốn nhìn mình không à. Thấy làm như nó nhìn nó muốn nói mình gì sao mà nó. Dạ. Nhìn mình làm như nó ấm ức cái gì. Rồi cái hồi hôm là đốt nha mấy lần anh đó thành. Dạ. Anh đẩy ra anh nó đi vô đi đừng có đốt để anh đốt cho. Dạ. Cái cô nói chuyện mà cô rớt nước mắt nhưng mà cái chú chắc là tội. Đáng thương cho cô. Ôi nghèo thì thương con. Thương con dữ lắm luôn, không con mà nói ăn cái gì nhịn nói nhịn khắc cũng mua cho con, mà nó hiền lắm nó không có đòi đâu. Chuyện qua cô nhận được thông tin cô đến hiện trường cô trong lòng cô sao cô? Công an điện cho cô. Dạ. Thì không có nói chết. Dạ. Nói chị phải tên Đặng Thị Kim Em không? Dạ. Cái là phải, cái nói phải con là Nguyễn Thanh Tấn, sinh năm 98, 20 tháng 10 không, ở ấp Bến Kinh không, cái. Dạ. Nói phải.
cái nói rồi hôm nay chị có nghe gì không? Chị nói không, chị đâu có nghe gì. Dạ. Chị không nghe, chị lên công an Vinh Kim á. Dạ. Chị làm việc liền. Dạ. Bỏ đường mà chị đậu học bắp cho người ta, bỏ chạy luôn, chạy vô nhà người ta hỏi cũng không trả lời luôn. Có lời sửng sốt lên hả con ha. Rồi cái chạy về nửa đường cái nghe không tin vậy, cái chân nó rung vậy nè. Dạ, rung. Nó rung mà về nhờ cái thằng cái bên nó đun tắm nữa. Dạ. Khoa chở giùm chị lên Vinh Kim dùm đi Khoa, mà cũng không có biết con chết, tưởng dạ. là nó tai nạn, nó dạ. nó bị ăn cắp ăn trộm gì không à. Dạ. Lên vô ngay công an, cái công an nói lên cái quỷ luôn, mấy người công an ẩm vô luôn, kẹt xỉu ngay đó luôn, xỉu trong đó luôn. Công an nhốt là trong phòng hai người canh. Cái công an đi ra, cái hồi cái lén lén mở cửa bò đi ra, công an cũng ra giữ, mình ra hàng ba, công an cũng đi theo giữ nó, giờ chị đi lên trả nó không có được. Bò luôn hết cô? Bò luôn. Dạ. Lết luôn hết, đi được luôn. Nó nghe tin cái là... Dạ. Nghe tin cái là không còn, mình nãy không có còn dạ. cảm giác gì luôn. Dạ thì em cũng xin quay lại cái vụ mà cái chiếc xe, tại vì khi mà phát hiện cái Tấn này á, thì cháu đã có găng tay, thì cái găng tay chị nói là nếu mà có găng tay là chỉ có chạy xe không ra mới gắn găng tay. Đeo có hai găng tay vậy của chạy xe, dạ. tại vì hồi đó giờ nó chạy xe là nó đeo cái găng tay đó không à. Dạ, còn một cái nữa thì mình thí dụ như bây giờ là cháu Tuấn chạy xe đi, mà chiếc xe bây giờ không có, mà ngược lại là chị cũng có nói là không, cái giấy tờ xe cũng không có trong cái bóp. Không có, không có, với điện thoại cũng không có, với cái hậu khẩu mà, tại vì chị đứng tên mua chiếc xe á. Dạ. Là cái hậu khẩu đó người ta nói nếu mà sang tên cho con á, chiếc xe sang tên cho con là cũng như mua bán. Dạ. Tốn tiền lắm, bây giờ chị về chị vô tư có hậu khẩu đi cho cháu, giao thông nó có đón á, cháu đưa cái hậu khẩu ra là nó không có phạt. Dạ. Đó là vô tư có luôn, cũng mất cái đó luôn. Đó bây giờ là mất cái giấy tờ xe là mấy căn nè. Ví dụ như bây giờ chiếc xe không có đem về thì cái giấy tờ xe thường thường mình như cái thói quen của mình đi, thứ nhất là giấy căn cước công dân, bằng lái, cặp quẹt xe hoặc là những cái giấy tờ tùy thân, bảo hiểm rồi đó, thì mình để chung một cái bóp. Nó để trong bóp, nó có để bóp thiệt nhưng mà chết rồi không còn cái bóp. Còn ba cái miếng bảo hiểm y tế với thẻ căn cước với ATM gì đó. Dạ. Là bỏ trong túi quần nó không à, chứ không có. Như là bỏ riêng ở ngoài túi quần chứ không phải trong cái bóp. Không có trong cái bóp. Dạ. Đó bảo em mới nói cái mình phải suy nghĩ lại những cái thói quen như vậy. Thường thì giấy tờ ai cũng đàn ông là thanh niên là phải để trong cái bóp của mình, cũng như là chung cái bóp tiền. Nhưng mà đằng này á, nó về lúc nào cũng hết có cái bóp á. Dạ. Mà không có cái bóp mà lại có cái giấy chứng minh. Dạ. Cái giấy căn cước là để ngoài cái túi, còn những giấy tờ như là giấy phép lái xe rồi cặp quẹt xe rồi là mất hết. Cô chú biết là Tấn ở quê có bạn bè nào thân chơi chung với em không? Không có chơi, không có nói, mà cô chú cũng khờ nữa, không có hỏi ở con. Ở quê này dạ. Không. Có một thằng ở dưới ấp chức, nó Tết cái nó về, cái nó đi uống cà phê gì là bây giờ cứ à. Liên hệ với em đó thử coi, Tấn có liên hệ điện với em đó không, có nói chuyện không? Không biết em đó tên gì, không biết họ dưới ấp nhất mà không có hỏi tên gì mà không gặp mặt, không biết luôn. Thì vợ chồng tới trường đợi bể ra đầu rồi mới biết ngu, là chồng ngu luôn. Thì cô chú ở đây cho con chia sẻ xíu về vấn đề này, mà mình cũng chưa có dự đoán được cái vấn đề này là chính xác hay không. Thì cũng như là nãy cô chia sẻ thì lúc mà tìm được em thì nhất là đeo bao tay nè, thứ hai khẩu trang còn, thứ ba thì cái bóp thì không thấy, thứ hai là chú mơ tư là cái xe bây giờ không thấy nữa, không còn luôn. Thì cô với chú ở đây có mình dự đoán được là cái câu chuyện này như thế nào không? Không có dự đoán, tại vì con mình hồi nào giờ không có chuyện gì xảy ra là không có dự đoán, chơi cờ bạc không là. Thứ hai là mình tìm được em á, nhưng mà khẩu trang vẫn còn đeo, người mà rớt xuống sông rồi có thể là quơ bức này kia nọ, mà ở đây là khẩu trang còn nguyên. Còn nguyên luôn. Đó thì cái người rớt lên là nó còn đeo khẩu trang đàng hoàng, rồi bao tay cũng còn luôn. Dạ. Những người mà tích ngợp là đâu khẩu trang đâu còn. Đúng rồi, giải dụ hay chỗ ha. Phải giải dụ. Giải dụ ha. Thì cái sự này, cái này thì mình cũng chưa xác định chính xác nữa, gọi là rõ ràng, nhưng mà nó cũng có cái sự mập mờ trong đó, mờ ám trong đó, mình cũng chưa có xác định chính xác hết chú ha. Cái này chỉ có giả thiết chứ trong cái sự thật bé còn đeo khẩu trang thôi, còn những sự vụ đó thì cơ quan chức năng người ta cũng nhìn ra rồi để cho người ta làm việc. Dạ. Thì sự thật như thế nào thì cũng phơi bày thôi, cô chú yên tâm về cái phần đó. Biết đâu thế nào một con người mà rớt xuống sông rồi bao tay vẫn còn nguyên, mà khẩu trang vẫn còn đeo,
còn đeo khẩu trang cho cái người vớt lên, nó nói trời ơi thằng bé này nó trắng tươi à, mà còn đeo khẩu trang mà thằng này chắc nó trắng dữ lắm, nó đẹp quá trời, nó nói vậy. Người vớt mà nói ngay chỗ mà mở quá, mấy người ta là con nhóc luôn, người đó đứng ra nói vậy luôn á. Dạ, như vậy tại như vậy là khi mà cháu Tuấn này về quê thì nghĩ là đồ đạc vẫn còn trên kia. Đó chỉ về là hôm qua là đâu có thấy đồ đạc gì hết chị. Dạ không có cái gì, có bộ đồ quần jean sọc tới đây nè. Dạ. Với cái áo sọc bông bông mà bông chữ chứ không phải bông. Dạ. Với cái áo khoác ở ngoài nè. Chứ không có cái gì nữa. Bây giờ phải liên lạc lại với cái chỗ phòng trọ của cháu thì mình sẽ biết được cháu đi ra khỏi phòng trọ là thời gian nào. Và đi có mang theo những gì thì mình có dễ mình dễ biết. Tính chôn cháu rồi là cha với mượn mấy chú đi. Dạ. Mới chạy về trên nhà đặng sạn là chôn rồi rước cái ông cháu về cảnh luôn. Dạ. Dạ. Dạ em tính hỏi anh với chị là bữa 29 âm lịch, giống như 27 rồi 2 ngày nữa là sẽ an táng cho cháu thì mình rước vong về nhà trên luôn hả chị? Dạ rước về cảnh luôn, tại vì mẹ cha ở đâu thì con đi theo đó. Dạ. Đem về cảnh để thì nhà nhỏ gách rồi để con được giờ mượn nhà nội. Dạ. Chôn rồi rước về cảnh luôn. Rồi cái lúc mà an táng xong là mình rước cái vong ly hương về dưới luôn. Dạ, luôn. À. Dạ. Rồi chị nói là nhà ở dưới thì cũng xuống cấp quá hả chị? Nhà lá. Nhà lá hồi xưa mình mọt rồi nó ăn hết trơn, không dám ngủ trong nhà, ra chuồng bò ngủ. Dạ. Có người anh cho nuôi con bò thì rẻ đó. Rồi cái anh tiếp, anh đi mặn cái nhà, anh cũng đi mặn nữa, rồi cái em trả lại cho ảnh, rồi anh để đó, anh can cắt cỏ. Còn người chị thứ 8 thì cho mượn 20 triệu nuôi dê. Ừ. Có lời á, thì nữa chia, cũng như chỉ thấy nghèo rồi mà vậy nó chỉ cho mượn 20 triệu. Dạ. Anh trong cái thời điểm hiện tại ở đây mình kiếm công chuyện làm khó hay sao mà mình phải đi xa dữ nha? Lúc này thất nghiệp, hộ thất nghiệp thì nó đâu có ai kêu đâu, đúng không? Mình phải đi tới đi xa. Mình gia đình mình túng thiếu nhiều không mà mình phải đi xa dữ vậy trong cái thời điểm hiện tại? Nhiều. Ý anh là muốn đi xa là để kiếm một số tiền về đặng mình xây sở cái vụ gì? Trả lần cho anh ta. Trả lần cho anh ta. Còn thiếu 150 triệu. Trả lần nhưng mà giờ đi trả 10 triệu. Dạ. Nhưng mà trước kia là gia đình mình là làm công việc gì mà thiếu nợ tới 100 mấy triệu? Đó, anh đắc của bà nội nè. Cái ông cơm cho nuôi cơm á, nuôi cơm này, cái nuôi con ăn học, cái khách lỗ mấy năm á, thiếu người ta. Dạ. Cũng như là nuôi tôm rồi bị lỗ lã ha. Dạ. Coi như là hồi đó cái vốn là nuôi tôm là mình cũng mượn vốn của người ta. Yeah. Bây giờ mình làm lỗ lã như vậy mà bây giờ không còn cái tiền để sửa cái nhà luôn. Không có còn cái gì. Cái bộ dáng là của ông nội nhà đó để lại cho, chứ cũng không mua, còn cái tủ thì nó chỉ tiếp cho. Dạ. Trên nhà không có thật tàn là đồ cho không mà cái niệm người ta cũng cho. Dạ, tính ra là anh với chị như vậy mà nuôi được cháu Tuấn này mà học được đại học là cũng quá hay rồi đó. Nói chung là cũng quá quá tốt luôn. Tại vì những cái gia đình khó khăn thêm biết giờ học đại học mà tới ra trường thì đâu phải là số tiền ít. Đó mà anh với chị. Mấy năm đó thì mình nó cũng đỡ. Dạ. 4-5 năm nay nó mới khổ dữ. Dạ. Thì cái bữa mà khi mà chở bé đi an táng đó thì khi mà rước cái vong bé về nhà cũ thì mấy anh em ở đây cũng xuống dưới để mà chia sẻ lại cái khung cảnh ngôi nhà của anh với chị. Tại vì nghe anh với chị nói về cái ngôi nhà xuống cấp mà phải ra chuồng bò ở thì khi mà đăng tải video clip trên cũng nhiều cô chú cũng rất là đồng cảm. Nó cũng muốn nhìn xem cái căn nhà của anh chị như thế nào. Thì ngày 29 là lúc mấy giờ chị? 9 giờ. Dạ. Là đây ra ngay chỗ mà cho con bé xa không chị? Đây ra đó dừng cây số à. Dạ. 2 cây. Thiện cây cây mấy gì ha? Nếu vậy khoảng cây cây mấy? Cây mấy 2 cây. Dạ. Trở lại. Phải không? Chị nói là đúng ra là sáng hôm nay là 7 giờ là phải cho con bé không? 9 giờ bữa nay mà làm hẳn kịp. Dạ. Yeah. Mới sớm quá rồi cha không cho, cha nói thôi để lại cho con nằm trên đây ít ngày. Dạ. Yeah. Thì nói chung cha điện về, em điện về dưới nói với chị ấy đừng để em vậy, con ở ngoài sân nghe tội nghiệp con lắm, để trong nhà.
là ba thương con quá trời mà. Điện mà lúc đó đương ngồi trong chỗ mà mấy chú công an chứ ở trong phòng á, mà anh điện nhiều hoài luôn. Dạ. Cái nó để em điện về dưới. Rồi anh còn nói đừng có chung liền nha, nói chung liền chuyện nghiệp nữa. Anh thương con dữ lắm luôn, mình la con nhìn tia chặt á, la cái anh giận anh ẵm con đi, cẩm anh cũng cẩm đi theo nữa. Dạ thì hôm qua nay khi mà sự vụ xảy ra mà bé rước dông của cháu Tuấn này về đây, thì đây là con nhà của ông bà nội, thì em cũng có gặp những cái bà con ở lối xóm ở ngoài đó, thì cũng có chia sẻ nói là gia đình anh chị thì chí thú làm ăn hiền, rồi cháu Tuấn này cũng hiền, thì em cũng có đã hỏi thăm rồi đó. Thành ra đi hỏi hết cái làng này, đây chưa tới Bến Kinh luôn. Dạ. Dạ. Nói nó nhẹ chứ không phải là ở đây chị tốt thì nói thầy luôn. Dạ em có hỏi rồi chị, thì nói chung cái câu chuyện xảy ra thì em cũng chia sẻ lên, thì người ta nghe mà nó chạy lại nó khóc luôn, nó nói trời nó hiền chứ nó mà hiền quá mà dạ, bị nhảy luôn. Dạ thì khi em chia sẻ lên cái câu chuyện này thì hữu duyên cũng được chị Hương Nguyễn ở Mỹ á chị. Dạ. Chị cũng gửi cho em 1 triệu đây là để gửi cho gia đình để mà lo nhang đèn cho cháu Tuấn này trong lúc mà làm tang gia cho cháu. Dạ em có xin gửi lại cho anh với chị ha. Dạ dạ em xin gửi lại cho anh với chị. Dạ tiền này thì của chị Hương Nguyễn ở Mỹ với chị. Không biết nói gì hơn, em cảm ơn chị Hương Nguyễn. Dạ giúp đỡ cho vợ chồng em. Dạ dạ thì em cũng hy vọng là khi anh em ở đây chia sẻ tiếp cái câu chuyện này lên, nếu mà hữu duyên cô chú giúp đỡ cho gia đình mình, cũng như là em đi xuống tận với cái ngôi nhà để em chia sẻ tiếp cái ngôi nhà, thì lúc đó cô chú sẽ có hỗ trợ thì em sẽ liên lạc lại gia đình. Dạ thì hôm nay tụi em quay trở lại đây trước tiên là để chia buồn cùng gia đình, chia buồn với anh với chị với gia đình mình. Thì sự vụ cũng đã xảy ra rồi, thì cái sự vụ này là không ngoài sự tưởng tượng bất ngờ của gia đình luôn, nhưng đã xảy ra rồi thì em cũng mong là sức khỏe của anh chị trong thời điểm bây giờ cũng cố gắng vượt qua cái nỗi đau này để mà lo cho con của mình. Bây giờ tới thành phố kẹt xe để chở với mấy chú nghe. Dạ. Cái anh kêu xe ráp nó chở về, cái thằng xe ráp nó chở vô quán hủ tiếu ăn á, cái thằng xe ráp nó mới chia sẻ ra vậy, nó nói là đi mà hướng mà con bị chết vậy á. Dạ. Cái mấy người đó người cho 200 ngàn 200 ngàn. Dạ. Xe về. Dạ. Cái anh thấy thằng xe ráp chở về tới đây tội nghiệp quá, cho thêm thằng xe ráp 100 ngàn nó cũng như tội nghiệp nó chở nửa đêm nữa hơn. Dạ. Vậy đó. Dạ. Rồi cho thêm chai nước uống nè. Vậy là hôm anh đi ráp từ đâu về? Sân bay Sài Gòn á. Phải hỏi từ Sài Gòn đi ráp gì đây? Đi ráp gì đây? Anh nói không có 650 ngàn. Rồi. Xa lắm chứ, từ sân bay về đây xa lắm. 800 nhưng mà thấy hoàn cảnh vậy nó bớt 150 ăn 650. Dạ. Nói chung là cũng gặp những người cô chú tốt bụng ha, thấy hoàn cảnh mình xảy ra cái sự cố đau lòng đó cũng thương. Bây giờ thì tụi em cũng xin kết thúc video clip đây, thì một lần nữa anh em ở đây chia buồn cùng gia đình mình, và sau đó là cũng mong là anh chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để vượt qua cái nỗi đau này ha anh chị. Dạ thì hôm nay hãy cùng anh em đến đây để chia sẻ lại cái câu chuyện của anh Tuấn khi gia đình xảy ra cái sự cố đau lòng như thế này của chú chị. Thì một lần nữa hãy có xin thay mặt gia đình ở đây là gửi lời cảm ơn đến chị Hương Nguyễn ở Mỹ. Chị cũng đã cảm nhận được cái nỗi đau của gia đình mà chị gửi cho em 1 triệu để em trao lại cho gia đình để mà lo nhang đèn cho cháu Tuấn trong thời điểm lúc này. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn chị và luôn chúc chị như gia đình mình luôn luôn sức khỏe. Hãy cũng không quên chúc tất cả cô chú chị trên kênh Hải Miền Tây cũng dồi dào sức khỏe bình an. Hãy xin kết thúc video clip, hẹn gặp lại cô chú chị bạn mình vào video clip sau. Lâu vàng là của em, lâu vàng này chọn con em, đây là sử dụng con đó. Em, lâu vàng này chọn con em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai bên đi nấu riêng tiếng hai bên đi